Rắc rối sau cuộc chia tay với Ronaldo và những lo lắng về thể trạng của các cầu thủ sau World Cup 2022 đã được Manchester United giải quyết bằng chiến thắng trước Burnley với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Đó là một sự mở đầu hoàn hảo của Quỷ đỏ thời hậu Ronaldo, cũng như giúp họ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý cho cuộc đua cạnh tranh ở giải ngoại hạng. Dù ở trận đấu tới đây với Nottingham trên sân nhà, nhiều cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự như các trung vệ Maguire, Varane, Lindelof hay Lisandro Martinez đều không ra sân vì các lý do khác nhau, khi đội bóng áo đỏ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Ngoài ra, trên hàng công, các cổ động viên vẫn cảm thấy yên tâm vì sự ra đi của Ronaldo, vì những người thay thế như Garnacho, Martial hay đặc biệt là Rashford đều thể hiện được giá trị của mình. Ở thời điểm này, Quỷ đỏ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Tottenham 3 điểm nhưng vẫn đang thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Và nếu có 3 điểm thì cơ hội trở lại với top 3 của MU là rất lớn. Trong khi đó, Nottingham vẫn đang đứng thứ 3 từ dưới lên của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh mùa này. Mới chỉ có được vỏn vẹn 3 trận thắng trong tổng số 16 trận đã đá, đoàn quân của huấn luyện viên Cooper càng gần hơn khả năng trở lại giải hạng nhất khi phải làm khách trên sân của Manchester United tại vòng đấu này. Bộ đôi trung vệ Varane và Lisandro Martinez vẫn sẽ không thi đấu, trong khi những cầu thủ được nghỉ ngơi ở Cúp Liên đoàn nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong trận đấu này để có được nhịp độ thi đấu tốt nhất. Và sau sự ra đi của Ronaldo, người hâm mộ MU cũng đang chờ đợi huấn luyện viên Ten Hag có những thay đổi trên hàng công. Trong khi đó, đội khách sẽ thiếu vắng hàng loạt những cầu thủ như Aurier, Biancon, Kouyaté, Nyakate hay Richard vì chấn thương. Và điều đó sẽ gây nhiều khó khăn cho huấn luyện viên Cooper vì trên sân Old Trafford, chắc chắn rằng Nottingham sẽ phải chơi phòng ngự chặt chẽ. Nottingham Forest chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Quỷ đỏ trong quá khứ. 5 lần gặp nhau trước đây, họ để thua cả 5 trận. Xét về phong độ hiện tại, trong 3 trận gần nhất thì thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag để thua 2 trận giao hữu và thắng 1 trận ở Cúp Liên đoàn. Trong khi đó thì Nottingham thắng cả 5 trận gần nhất. Việc hàng loạt những ngôi sao quan trọng đã ra sân ở trận thắng Burnley ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn và có được phong độ thi đấu tương đối tốt đã giúp MU nhanh chóng có được trạng thái hưng phấn. Cộng với lợi thế sân nhà sẽ càng khiến cho Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn. Và như vậy, thầy trò Ten Hag rất rộng cửa chiến thắng dù tỷ lệ ở trận đấu này là 1-1/2 theo dự tính của các chuyên gia. Về tổng tỷ số bàn thắng, cả Garnacho, Rashford hay Martial đều đã chơi rất tốt trong trận thắng Burnley. Điều đó cho thấy các tiền đạo của Quỷ đỏ và lối chơi của họ đang có sự vận hành tốt. Vì thế, theo các chuyên gia dự đoán, có khả năng trận đấu này sẽ vượt mốc 3 bàn thắng. Dự đoán của thể thao văn hóa: Manchester United thắng Nottingham với tỷ số 3-1.